3 mét. Sâu dài 12 mét. Không tính bếp. Bếp dài thì không 12 mét. Rộng 9 mét. 9 mét. Những phòng ngủ nhà vịnh. Những làm kiểu. Dưới là mấy phòng ngủ? 2 ạ. 2 phòng ngủ đi. Ừ. Ví cho anh vài ngó xong. Để sao bón vào gốc cây kia, đốt chân hương nữa. Chặt cái kia nó thấp nữa nó lên ánh, cả để cao này lấy quả cướp. Cảm ơn, lên ánh thấm vàng. Cao nhất. Phòng ngủ em bé mà có hơn chục mét, 12 phòng rộng nhất 12 mét. Đó. Xem. Quay.